Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha. Nay tiếp tục vọc đồng hồ chơi ha. Đang làm ly trà nóng nè, mời anh chị em vô ly trà nóng nha. Thêm ly nữa đi, cho ấm lòng chiến sĩ ha. Trà nóng là phải uống 2 ly lúc nó mới thấm, nó mới đã ha. Nói chung là mấy hôm nay thì trời nó cũng lạnh lạnh đó. Hôm qua thì trời được ấm ấm được chút, rồi bữa nay thì lúc trưa thì cũng ấm ấm lên chút, rồi tới bây giờ thì nó lạnh. Tới khoảng chừng 2 giờ là bắt đầu nó trở lạnh ha, nó mù 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 giống như là có thể tối nay có tuyết. Lạnh cho nên là mình uống trà nóng thì nó vừa đỡ lạnh mà nó vừa cảm giác sung sướng đó ha. Nếu mà có rượu thì nắp vô mấy ly nữa, mấy shot rượu XO rồi này kia, rượu cao độ thì hết sảy nữa ha. Còn gì bằng. Nhưng mà không có hết rượu rồi thôi uống nước trà. Thì bữa nay nhân vật chính đó, thì mình sẽ nói về cái đồng hồ này sơ sơ cho anh chị em xem chơi ha, tháo ra cho anh chị em xem chơi. Thì đây cũng là cái đồng hồ của Mỹ, đồng hồ cổ ha. Ra đời năm 1938. Tiểu sử của nó thì tí nữa mình sẽ nói sau, và mình tháo ra cho anh chị em coi bên trong. Bây giờ mình trở lại cái đồng hồ hôm qua mình có làm cái video nói về cái đồng hồ này rồi ha. Đó, để nó qua bên đi. Tại cái này đang còn vương vấn mình nói chưa có hết. Hôm qua đó thì trong cái dự đoán của mình đó, thì dự tính đó thì mình làm cái video cho cái đồng hồ này khoảng chừng 13 14 phút là mình ngưng ha, là xong nội dung của nó, nói cho nó lẹ gì đó. Nhưng mà nó lý thú quá, nó nói rồi mình trong thời gian mình tháo ra đồ này kia nữa đó. Thì thành ra mình lo mình nói cái mình nhìn lên đồng hồ mình thấy ui chà tới 22 23 phút gì đó. Mình hết hồn. Cho nên mình vội mình out ha, mình chia tay. Mình out ra khỏi cái video đó, nhưng mà lại quên lần tại vì mình gấp quá mình cũng quên. Chứ trong đầu mình á mình tính là trong vòng 13 14 phút á mình review cái đồng hồ này đó. Thì mình sẽ cắm điện vô rồi mình sẽ test đồ này kia cho nó chạy tới chạy lui cho anh chị em coi chơi ở trong cái nội dung của nó, nhưng mà nói tới nó luôn hồi cái là nhìn cái đồng hồ đó, nhìn cái nó báo cái thời giờ ở trên cái camera đó thì tới 20 22 23 phút gì đó là mình hết hồn. Cho nên là mình tắt vội mà mình chưa có nói hết về cái tính năng của nó ha. Thì bữa nay là cái nhân vật thằng kia là chính. Mình tranh thủ mình cho anh chị em coi cái này đi, tại vì nó còn mới, đề tài hôm qua mới có làm video hôm qua thôi mà chưa có cắm vô cho anh chị em coi ha, cái nó hoạt động mình quên đó. Thì với lại vội quá mình out ra đó, rồi xong rồi tính là làm thêm một đoạn video ngắn nữa rồi ghép vô, nhưng mà thấy ghép rồi nó phiền phức quá cho nên thôi mình bỏ lên trên YouTube luôn. Còn bữa nay thì mình nói thêm một chút về nó ha. Đó thì cái đồng hồ này hôm qua mình có tháo ra rồi, tháo ra cho anh chị em coi cái máy của nó bên trong rồi ha. Đó, bên trong rồi thì nó không phải là chạy bằng motor nha, nó không cho chạy bằng motor mà nó chạy bằng đại khái nó cũng về cái định định luật của cái điện mà chạy qua bên qua cái cuộn dây đồng đó, thì nó cũng giống giống y như là để cho một cái motor hoạt động thôi ha. Đó, nhưng mà nó quấn ở trên một cái trục đại khái là nó mấy cái thanh kim loại đó, thanh kim loại giống như là một cuộn dây đồng nó quấn trên thanh kim loại, rồi khi mà mình cắm điện vô đó thì nó không có phân được cực ha, nó không có phân được cực là âm hay là dương, nó không biết quay về cái hướng nào hết ha. Lúc đó là nó giống như là vô định đó ha, vô cực, nó không có phân biệt được, cho nên phải dùng một cái lực nào đó để tác động ha, dùng một cái lực để tác động vô nó để cho nó một là chạy tới, hai là chạy lui ha. Nó thay vì mình cắm cái dây cắm cái chiều ngược lại thì nó sẽ quay ngược lại giống như những cái motor khác cũng vậy ha. Khi mà mình đổi cực đó, cực âm qua dương hoặc là dương qua âm đó, đổi ngược cực thì cái motor nó sẽ chạy ngược lại ha. Ví dụ thường thường những cái motor nó hay ví dụ chạy tới gì đi, đó là nó chia ra nó phân cực ra là âm dương. Nhưng mà nếu mà mình cắm ngược cực lại thì motor nó sẽ chạy ngược lại. Thì thằng này nó cũng dạng giống như một cái motor, mặc dù nó chưa có hình thành giống như một cái motor ha. Đó, nó chỉ là một cái cuộn dây đồng quấn xung quanh một cái thỏi kim loại thôi. Đó. Thì nó vô định, nó chưa có biết là sẽ quay hướng nào.
Thì ở trong cái đồng hồ này á, thì nhà sản xuất họ cũng có khuyến cáo để cái nút đây mà mình cũng nhầm với lại một số cái đồng hồ khác. Tại vì mình những cái loại này mình nhiều đó cho nên mình cũng hay nhầm lẫn. Lâu lâu 1-2 năm mình mới lau bụi rồi mình mới đụng vô đó cho nên mình cũng quên. Không nhớ hết chi tiết từng cái ha. Thì ở đây nó để cái nút Start nè ha. Start là cái dấu mũi tên nó quay về bên trái. Đó. Thì quay nó để là Turn ha. Đó. Start nè. Qua về bên trái nè. Turn Let's Go. Có nghĩa là quay về bên trái là bắt đầu đi ha, bắt đầu chạy đó, đại khái cái ý nghĩa nó là gì ha. Mà mình lầm hôm qua là mình tưởng nó là cái làm cái đồng hồ khác, là cái này để mà set cho cái chuông báo thức ha đó, nhưng mà không phải. Thì đây cái nút này là mình quay thì anh chị em sẽ thấy nè ha, đó mình quay theo cái chiều của nó nè nha, đó, bên trái qua bên phải nè, bên trái qua bên phải đó. Thì cái kim kim dây nè ha, kim dây nó sẽ chạy qua hướng bên phải theo chiều kim đồng hồ ha. À, nhưng mà khi mà mình quay ngược qua bên trái nè, đó, ha, mình quay cái này qua ngược qua bên phải ngoài sau đít này, tức là ở ngoặc trước này nó sẽ thành quay qua bên trái ha, thì nó sẽ chạy ngược giờ lại. Đó, có nghĩa là cái cuộn dây đồng đó nó khi mà mình cắm điện vô là nó vô cực ha, nó chưa phân biệt được là cực nào hết để cho chạy qua nào hết. Và nhà sản xuất thì họ khuyến cáo cho mình là mình sẽ quay một phát ha, quay một phát qua bên trái để cho nó lấy đà, nó sẽ hướng về bên trái. Tại vì cái xung điện nó chỉ có rung 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 vậy thôi chứ nó cũng chưa biết là đi hướng nào ha. Nó chưa biết đi hướng nào, giống như cái trục mà rotor ở trong cái motor đó, thì thường thường thì nó là tròn ha, nó tròn thì nó khi mà mình cắm vô thì nó cũng một là nó sẽ chạy tới, hai nó chạy lui. Nó theo cái cực ha, âm dương. Nhưng mà cái này cái cuộn của nó màu vuông ha, cái cuộn của nó giữ chặt lại, cuộn của nó không có xoay được cho nên là nó chỉ có rung thôi chứ nó không có chạy được ha, nó chỉ có rung, cái xung điện nó chỉ rung thôi. Đó. Thì cái này á, là quay để lấy đà để cho nó hướng rung hướng theo cái chiều kim đồng hồ, hoặc là rung cho cái hướng nó rung ngược lại, đại khái nó như vậy ha. Nó chưa có cấu thành một cái motor. Thì bây giờ mình sẽ cắm vô cho anh chị em coi ha. Thì tí nữa mình sẽ quay ở ngoài sau này. Bây giờ mình để trên cái chỗ số 12 này đi ha, cho anh chị em dễ coi. Ha. Rồi cái kim kim dây ha, mình để trên ấy nè, kim dây này mình để ngay cái chỗ 12 giờ ha. Bây giờ mình cắm điện vô. Ở đây cái công tắc nó cũng không có, cái thời xưa thì nó làm hai cái chấu nó cũng giống như nhau thôi chứ nó không có phân cực ra giống như bây giờ ha. Bây giờ thì một cái chấu chấu bự, chấu nhỏ. Đó thì cái ổ cắm cũng chấu lỗ lỗ dài, lỗ ngắn. Nhưng mà ngày xưa thì nó đều hai chấu giống như nhau hết ha. Đó, thì mình cứ cắm đại vô thôi, mình không có rút ra. Nói chung nếu mà rút ra mình quay thì nó cũng vậy, mà cắm vô cái bên này bên kia nó cũng giống nhau thôi. Tức là lúc này cắm vô là nó vô cực ha, mà mình xoay đó thì lúc đó nó mới theo cái hướng để mà nó chạy thôi. Ok, nó phải dùng một cái lực tác động. Rồi bây giờ mình cắm điện vô nha. Đó, cắm đại vô đó thôi thì anh chị em sẽ thấy nó không có chạy, đúng không ạ? Đó, cắm rồi ha, nó không chạy. Bây giờ mình sẽ xoay cái motor qua bên phải nữa ha. Đó. Cho cái cây kim dây này nó chạy qua phải để nó tạo ra một cái hướng chạy về bên đó ha, mình xoay một cái nè. Đó, thấy không? Rồi. Đó, lúc này thì bắt đầu là cái xung điện nó sẽ chạy theo, nó sẽ rung về cái hướng đó ha, cái hướng theo như cái chiều mình đẩy, tức là nó chạy theo chiều kim đồng hồ. Ok. Đó. Rồi anh chị em thấy nó chạy rõ ràng ha, cái kim dây chạy nha. Rồi bây giờ thay vì bây giờ mình rút dây điện ra rồi mình cắm vô lại thì nó cũng ngưng, mình xoay qua trái cũng được thôi. Nhưng mà giờ mình xoay qua trái để mà giống như đổi cái cực lại nè ha. Đó, bây giờ mình xoay lại qua bên trái nè, trong lúc nó đang chạy nè. Ok, đó. Thì bây giờ nó sẽ hướng về cái chiều kim đồng hồ quay ngược lại ha. Ok, đó, nó chạy gì thì cái đồng hồ nó sẽ chạy ngược lại. Thấy không? Đó, nó giống y như là một cái motor mà mình đổi cực ha. Đó, mình đổi cực thì nó sẽ chạy ngược lại cái chiều đó. Ha, thì cũng giống như cái này thôi. Thì cái này rất là hay nếu mà mình áp dụng vô những cái đồ chơi khác đó thì cũng có lý lắm á ha. Tức là mình chế những cái motor không không phải là một motor nhưng mà mình chế nó thành cái này để nó quay giống như một cái motor đó, theo cái điều hướng mình muốn ha, bằng một cái lực tác động bằng tay này kia tác động vô, hay là bằng một cái đề, hay là bằng một
cái motor khác gì đó quay để nối nó, thì để mà chế nhiều cái project khác cũng có lý lắm ha. Ok. Đó, rồi bây giờ mình quay ngược lại nha. Đó, ha. Thì nó sẽ quay theo cái hướng như vậy ha. Thì ở đây gọi là nó chạy, cái xung điện của nó chạy theo một cách vô cực. Mình nói nôm na như vậy ha. Nhớ. Ok. Đó. Rồi. Vô ly trà nóng là tiếp tục mình review cái ngoài sau kia ha. Chị em là chắc chắn là chắc rất ít người thấy cái vụ này phải không ạ? Rồi để mình rút dây điện ra nha. Để qua một bên đi. Mình sợ trong quá trình mình nói chuyện cái là quên đó. Bây giờ mình cắm điện vô trước để cho anh chị em coi nó vẫn hoạt động tốt bình thường ha. Trước khi mình tháo ra ha. Coi cái kim dây nè, kim màu đỏ nè ha. Đó, coi nó chạy. Ok. Vẫn hoạt động tốt ha. Chỉ có cái đó là cái này mình tháo ra để mà mình sửa sang nó lại ha. Mình đánh bóng đồ này kia, chà giấy nhám đồ này kia ấy là hết, tại có mấy cái chỗ cái gỗ nó bị chày đó. Chày với lại nó đánh mặt ni cũng cũ lắm rồi. Năm 1938 nha. Nó tới giờ thì nó cũng cũ lắm rồi, cho nên là mình sẽ làm lại hết rồi vô dầu, vô mỡ, vô nhớt đồ này kia ha. Đó. Đánh bóng đồng đồ này kia lại hết cho nó đẹp. Đó, thì trước khi mình review cho anh chị em coi, tháo ra cho coi ha. Đó, mình cắm điện vô thì nó quay nha. Rồi giờ rút dây điện ra nè. Ok. Đó. Rồi, ở đây là mặt trước ha. Mặt trước thì cái đồng hồ này nó cũng làm thiết kế với một cái dạng giống như là cái hình của cái bánh lái tàu ha. Đó, cái bánh lái tàu nè. Đó, cái vòng như vậy nè. Đó, thì nguyên cái máy thì của cái nhà sản xuất họ làm khác rồi, tới cái họ làm ở trên cái gỗ, nói chung là rất nhiều dạng nhiều kiểu ha. Giống như nhà sản xuất thì họ chỉ có việc chế cái đồng hồ ra thôi. Rồi ngoài ra họ hợp tác với những cái hãng xưởng khác để mà làm về cái đồ mộc đó ha. Đó, về đồ trưng bày đó thì họ làm trên những cái nền gỗ khác nhau, đủ thứ kiểu, đủ thứ dạng ha. Đó thì khá nặng ha. Đây đây nó làm bằng nguyên cái ấy này, làm bằng đồng ha, đồng đồng vàng, đồng với lại đồng brass á ha. Đồng thau á, đồng với lại cái khối gỗ này, khối gỗ đặc. Cầm lên cũng khá nặng, với lại hai cái đế chân của nó là hai đế chân cũng là đồng đồng vàng đặc ha. Đó. Rồi đây là mặt trước như vậy nha. Và đây là mặt sau. Chói ánh đèn chị em có thấy không ạ? Cái chỗ mò đồ này nó hơi bị oxy hóa một chút ha, mình chùi cái vải mà nó không có bóng, cái này phải lấy ra phải đánh bóng rồi nó mới mất đi cái lớp đó. Thì đại khái cái mò đồ của nó ghi là 15D600 ha. Đó, 15D600. Cái đồng hồ này tên của nó là O O.B ha, chấm Michelin ha. Michelin top ha. Đó, Michelin top. Này cái này á, thì nó làm ở Minneapolis ha, Minneapolis USA ha. Đó, 115V, 60 vòng, 2W và cái số của nó ở dưới đây. Đó. Thì cái mò đồ nó 15D600 ha. Thì cái hãng này là cái hãng mà OB Michelin Top á, là một trong rất là nhiều cái hãng đồng hồ của Mỹ rất là nổi tiếng một cái thời ha. Thì cái hãng này ra đời năm 1902 ha. Đó, năm 1902 cái hãng này đó là chuyên gia làm về những cái dòng đồng hồ lớn. Những đồng hồ mà to 1 mét, 2, 3 mét đồ này kia đó, đồng hồ lớn để mà treo ở những cái quảng trường rộng lớn hoặc là những cái khu shopping center.
hoặc là những cái làm cho nhà thờ hoặc là trường học, trường trung học hoặc là các trường đại học ha, hoặc là những cái bệnh viện lớn đồ này kia ở Mỹ đó, nguyên toàn luôn của nước Mỹ đó. Thì cái hãng này chuyên gia làm về những cái dòng đồng hồ đó, hầu như là cho tất cả các công ty, các hãng xưởng lớn, rồi các nhà băng ha, nhà băng, rồi nhà thờ, rồi các trường học ha, đó, rồi nhà bệnh viện đồ này kia, nói chung là rất là nhiều. Thì họ làm những cái đồng hồ to bự, mà hiện nay ở Sài Gòn mình có cái bưu điện Sài Gòn đó, anh chị em cũng thấy cái đồng hồ đó cũng một mét mấy, 2 mét nữa ha, đó đồng hồ to gì đó. Thì cái hãng này là chuyên gia ha, chuyên gia làm những cái dòng đồng hồ lớn để mà cho những cái nơi đó, hoặc là những cái cây trụ mà treo ở những cái chỗ quảng trường, hoặc là những cái khu shopping center lớn đó. Đó, hoặc là ở cái góc đường nào đó, ở trên cái đại lộ nào đó. Thì ngày xưa cái hãng này nè ha, đó, hãng này rất là nổi tiếng, kêu là OB Michelin Torch ha, đó, lấy cái tên đó làm và cho rất là nhiều cái quốc gia khác để xài cái dòng đồng hồ này ha. Đó. Thì họ họ làm từ năm 1902 cho tới năm 1945 thì họ ngưng, họ không có làm những cái dòng đồng hồ lớn đó nữa. Nhưng mà họ vẫn duy trì cái hãng đó là cho những cái nhân công tiếp tục đi sửa, đi bảo trì lại những cái dòng đồng hồ ở trong cái những cái thời gian trước đó họ đã làm ha. Thì họ đã làm cho cái dòng đồng hồ đó đặt ở cho chỗ nào đó thì họ vẫn tới đó tiếp tục bảo trì, hoặc là cho nhân viên đi sửa nếu mà có bị trục trặc, bị hư hoặc là bị sai giờ hay bị này kia đó ha, thì họ đi bảo trì. Đó thì trong cái thời điểm đó thì họ cũng sản xuất ra những cái dòng đồng hồ nhỏ để cho dân sự, những cái người dân thường, nhà thường đó người ta xài, người ta trưng bày, người ta để trên bàn hoặc là để trên mấy cái bàn văn phòng rồi đó, trưng người ta xài. Đó, cũng cắm vô với lại dòng điện 110 V này luôn ha. Trong đây thì nó để 115 V ha. Đó. Thì nói chung ở Mỹ thì 110 rồi 115, 117, 120 V ha. Nói chung là đủ thứ kiểu. Thì ngày xưa thì nó khoảng chừng nó hay dùng 110. Đó, 110 rồi 115 V, 117 V ha. Đó, thì ở đây là cái mặt sau của nó. Còn riêng cái này á thì ra đời năm 1938 nha. 1938 để mình tháo ra cho chị em coi ha. Nó chỉ là một cái khối gỗ nhỏ nhỏ vậy thôi, nhìn thì nó cũng không có gì đặc biệt ha, nhưng mà cái tên tuổi của nó và giá trị của nó thì vẫn đi song song với lại thời gian. Cái gì nó cũng có lịch sử của nó hết ha, một thời với những cái kiểu cách hiện đại ha, những cái mẫu mã theo cái thời gian hiện đại thì mình nhìn lại quá khứ mình thấy nó cái này nó ra làm không có vừa con mắt mình ha, nó giống như cục gỗ vậy thôi chứ không có cái gì là sắc sảo. À, nhưng mà ngược lại cái giá trị thời gian của nó ở những cái thập niên năm 1938 đó thì nó khác ha. Lúc đó con người mình cũng chưa có thấy được những cái mẫu mã đẹp đồ này kia đâu, thì ngày xưa thì nó cũng là dữ dằn ha, cũng là hoa khôi hay là cũng là công chúa đồ này kia không có chứ đâu, không phải là chuyện chuyện thường ha. Đó. Nhưng mà qua thời gian thì đối với lại thời điểm hôm nay đó thì có quá nhiều cái dòng đồng hồ khác trên thị trường thay thế đó, nó thành ra mẫu mã rồi này kia thì nó cũng nó đẹp hơn, nó cầu kỳ hơn, thì mình quay ngược lại về nó thì mình thấy nó đơn giản quá. Cái này nó chỉ có mấy cái con ốc vòng vòng ngoài sau gì thôi à, vặn để cho nó ôm cái mặt trước với lại mặt sau lại đó, ôm lại nằm ở trong cái khung này nè. Sáng bữa nay mình tháo ra mình vệ sinh nó xong rồi mình ấy luôn, mình vệ sinh rồi mình vô dầu nhất luôn ha, mới làm video cho anh chị em xem chơi. Vẫn chưa lấy motor ra được ha. Đúng rồi, trước thì cũng rồi tháo mấy con ốc đây mình lấy cái motor ra ha. Đó, trong trong cái này là cái ổ motor của nó nè ha, cái này là đã thành thành hình cái motor rồi đó.
cũng có để chữ nữa ha. Rồi. Cái đồng hồ này. Rồi, ok, thấy rõ ràng rồi ha. Đó. U chấm bi chấm ha. Michelin top ha. Đó, Michelin top. Model nó 15D. À, cái motor thì model là 15D 1000. Còn ở ngoài sau đít này đó thì nó để là model của nó là 15D 600 ha, 15D 600. À, ngay chỗ này nữa ha. Đó, 15D 600. Điện thoại này có chấn thiệt. Đó. Ok. Vậy em thấy rõ rồi ha. Rồi thì đại khái như vậy đi ha. Khái như vậy đi. Cái điện thoại nó cà chấn. Thì đây là những cái nhông của nó thôi ha. Cái nhông nó gắn lên trên cái motor. Rồi tạm thời để nó qua một bên. Ây chà. Nó rớt một hai cái nhông này ra. Nhiều khi lỗ quá trời lỗ đây gắn vô. Hồi gắn vô lộn là chết luôn ạ. Không sao, tí mò chắc chắn là phải mò rồi. Nhông này nó chơi độc thì cái chớ, tháo ra gì là nó rời ra luôn ha. Đó, xếp nhông kiểu này mệt mình đó chứ. Đó, mấy cái nhông của nó gì thôi ha, mấy cái bánh nhông, nhông để mà nó chuyển từng trục ra ở ngoài trước để cho chạy cái kim dây ha, kim phút kim giờ. Cái mặt đồng hồ này cũng khá tê tua đó. Này chắc những cái người trước người ta làm gì đó ha, người ta xoay xoay đồ này kia nhiều vòng sao đó mà tới nỗi mà nó chảy mấy cái này quá hấp ha. USA ha. Ok. Quá hấp. Chày này thì mình đâu có cách nào làm được nữa đâu. Tại người ta có cái máy in đó ha. Cái máy in giống như laser gì đó, người ta chụp vô người ta in ở trên những cái số này, người ta in lên trên một cái mặt nhôm này nè ha. Đó, người ta in được chứ mình đâu có máy đó đâu mình in. Nếu những người mà chuyên làm về đồng hồ thì có thể là người ta có cái máy người ta in cái đó. Rồi còn trong thùng thì nó chỉ là gì thôi ha. Trong cái ống này nó chỉ là một cái đồng ha, cái vòng đồng brass, đồng vàng đó ha, đồng brass, nhiều đồng thau đó ha, rồi cái miếng kiếng thôi, cái mặt kính đó, mặt kính tròn thôi ha, ngoài ra không có gì hết. Thì cái điểm chính của nó là cái motor nè ha, motor nó sống theo thời gian nè, motor vô dầu nhớt đồ này kia là nó chạy ngon lành luôn, chị em thấy không ha. Nhìn nó cái lớp bọc, cái lớp nhựa ở ngoài đó ha, lớp sơn này dạng như là sơn nhựa đó, ở ngoài vẫn còn rất là dày đó, rất là dày, rất là đẹp ha, chưa có bung nứt cái gì hết ha, rất là đẹp giống như là mới ngày hôm qua thôi, tuyệt vời ha. Ok rồi, chạy ngon lành. Nói chung là chỉ có bây giờ là mình vô thêm dầu nhớt đồ này kia vô nữa cho nó chạy cho nó được bền, lâu bền chút thôi ha. Ngoài ra thì đâu có cần cái gì nữa phải sửa nữa đâu. Ok, bây giờ quan trọng là ráp vô là mới hơi chua một chút nè. Tại mấy cái nhông nó cũng rớt tè le hết rồi ha. Nhưng mà không sao, nhông lớn thì cũng dễ chứ không có đến nỗi nhỏ như mấy cái nhông đồng hồ đeo tay thì nó hơi chua. Chứ còn mấy cái nhông này thì vòng vòng chắc cũng 15 phút, 20 phút cũng ra thôi ha. Ok, video tới đây cũng khá dài rồi ha, 24 phút rồi. Thôi chào anh chị em ha. Chào mọi người nha, đam mê đồng hồ cổ nha. Hẹn gặp những video sau. Bye bye. See you ngày mai.